Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ đào một cái gốc mai các bạn. Đây nè. Gốc mai này này ở dưới nó to chứ bằng cái cùm tay các bạn. Bằng cùm tay. Nhưng mà do mình chặt ngày nào cũng chặt nên nó bị lụi luôn. Cũng không ai biết là cây này cây mai cả. Nên tôi đi ngang qua thì tôi thấy cây này xài được. Thì tôi tiến hành đào nha các bạn. Rồi, đào đi. Rồi giờ tiến hành bó cây các bạn. Bó cây đảo á. Mục đích là khỏi bể bầu các bạn, không có gì cả. Chúng ta càng
nhiều dây càng tốt, nhưng mà không có dây đại nằm em lấy dây. Nếu mà lấy dây thun thì càng tốt các bạn, không không có dây thun làm đại. Bứng ngay ở dưới đi. Sao sọc sọc ở dưới nữa, sọc sọc ở dưới đủ rồi đó. Em cứ làm một cái chỗ đấy thôi. Góc to quá các bạn ơi, góc to quá nên làm kỹ đi. Sao nó lỏng lỏng ha. Đứt chưa? Bưng lên này, bưng bưng bỏ dưới luôn và đường đường nó bể vào nha. Hai ba thôi, cho nằm thử. Hồi xong rồi các bạn nha, rễ cọc không to hết, đúng một rễ một rễ cọc. Thôi mang về tới nhà rồi nha các bạn, mang về tới nhà thì giờ thì cự ly nó cũng gần nên mang về thì xử lý cây thôi các bạn. Xử lý thì chúng ta dùng thuốc đây các bạn, dùng thuốc và chúng ta cưa đi và chúng ta chuẩn bị đưa vô chậu thôi. Đây các bạn, rồi bắt đầu xử lý thêm. Ở đây các bạn, rễ nó đây nha, rễ các bạn nhìn thấy rễ to. Đó. Rồi xử lý cho nó luôn em. Rễ nó to chứ không phải đùa đâu, tại nó long đất hết trên kia rồi. Từ từ cần nó gốc rồi xem đứt rồi nha các bạn. Cùng mày em bôi nhiều nhiều
Thôi, đây nha các bạn. Xử lý cho đã đời không nó bị lỗi kỹ thuật nó rớt ra thì cây mai nó như thế này đi. Tưởng rễ nó nhiều lắm ai về nó có chút xíu nè. Cây mai. Ta cầm cầm nhanh. Chụp cái ảnh. Đây xử lý hết rồi nha các bạn. Đó, các bạn nào thấy mà chỗ mà nó vàng vàng tím tím màu màu đó là dùng cái thuốc liền da cho cây nha các bạn. Bôi hết rồi, xử lý hết rồi. Sau đó cho vô chậu nha các bạn. Lấy đất cho vô đi. Rồi được, em lấy tay em vào bảo nó. Rồi xong rồi các bạn. Đó là cái bước cái tay vô. Giờ bước tiếp theo nữa là chúng ta phải cho thuốc N3M. Thuốc cho kích thích lập. Rồi. Đây lấy thuốc N3M nha các bạn. Đây, N3M. Chúng ta tưới cũng được, hoặc là chúng ta ngâm cây cũng được. Nhưng mà còn tôi thì sử dụng trực tiếp luôn nha. Căn cứ cái bầu đất của chúng ta để mà chúng ta sử dụng. Sau đó chúng ta lấy nước tưới lên là xong nha các bạn. Tưới lên là nó cũng ngấm rồi. Cho nó mạnh mạnh đôi đi. Này màu nhìn cũng đẹp quá. Đó. Giống như ta rải phân luôn. Đó, gốc nó đó các bạn. Rồi xin chào các bạn nha, xin chân thành cảm ơn các bạn.